Xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem kỹ và mình nói kỹ hơn về tình hình của cây nhà mình sau khi mình phun dẹp nha mọi người. Thì đây như đây mọi người. Máy mình quay không được rõ. Thì mọi người có thể thấy là những cái con nó đen đi. Là nó đã chết rồi nha mọi người. Còn những cái con vàng vàng đấy thì là mới nha mọi người, là mới bò lên nha. Kia là mới tha lên. Thì cái cơ chế của cái thuốc này là làm cho dẹp nó bỏ ăn, tức là nó không không ăn nữa thì nó tự chết. Thì đây, đơn giản như cái ấy đây nha mọi người. Đây, mọi người có thấy con đen đen này không? Là nó chết rồi nha mọi người. Đây, đây nó chết rồi nha mọi người. Nó chết rồi. Còn mấy cái con này là mới lên nha mọi người. Dẹp nhiều kinh khủng. Nó chỉ tụ tập ở vài cây thôi chứ nó không không bị hết tất cả. Đây, này mọi người nhìn này. Nó cũng bị rất là nhiều rồi. Đây. Đấy. Hôm qua ngó là sạch rồi. Sáng ra nó lại tha một đống lên rồi. Sợ bọn kiến này thật. Đây. Mình quyết định là mình cứ theo dõi rồi một hai hôm nữa mình sẽ phun lại lần nữa cho nó hết đi nha. Để xem nó có hết không. Rồi mình sẽ giới thiệu với các bạn cái thuốc này. Mình cũng không biết là hiệu quả của nó như thế nào và có đạt hiệu quả tối ưu không. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy rằng là những con dẹp mà khi mà mình nó bậu ở trên lá mà khi mà mình phun thuốc ấy thì là nó đã chết rồi, 2-3 hôm sau nó chết đen luôn. Thì còn những cái con mới này thì mình cũng không rõ là leo lên từ bao giờ, bởi vì dẹp này nó đẻ rất là nhanh mọi người, đẻ nhanh lắm. Đây đẻ ở những cái ngọn cây ấy. Dẹp này nó chỉ bậu ở những cái lá non và lá bánh tẻ thôi nha mọi người. Thì nó thường bậu ở cái đằng dưới mặt lá này. Rồi mình sẽ đợi 1-2 hôm nữa mình sẽ phun lần thuốc nữa để xem kết quả như nào nha. Và đây là cái thuốc mình xịt dẹp cho cái đám dâu tây nhà mình nha mọi người. Thì nhà mình bị tầm 4 cây nhưng mà nó bị rất là nhiều dẹp luôn mọi người ạ. Nhiều lắm luôn ấy. Thế nên là mình xịt thuốc thì mình đã ra hiệu thuốc mua cái gói này có 5.000 thôi. Thì nó có rất nhiều, nói chung là trị dẹp về thì nó có rất nhiều các loại thuốc. Thì các bạn cứ ra hiệu thuốc bảo vệ thực vật gần nhà và hỏi mua thuốc trị dẹp nha mọi người, thuốc trị dẹp nha. Thì người ta sẽ bán cho các bạn thuốc. Thì các bạn nhớ để ý cái phần đây. Cái phần cái màu vạch kẻ này nha mọi người. Ở đây là có màu vạch kẻ này. Màu xanh đậm như thế này là thuộc dạng là cỡ như là ít độc nha mọi người. Ít độc, rất ít độc. Còn màu xanh lá cây, còn chỗ này mà màu xanh lá cây thì là gần như là an toàn nha mọi người. Thì ở gần nhà mình thì mình không tìm mua được cái loại bìa màu xanh lá cây thì mình đành phải mua cái gói này dùng tạm. Thì mọi người có thể chọn lựa cái loại thuốc an toàn và tốt hơn. Thì đây cái loại này là đây thuốc hấp nội hấp và lưu dưỡng cực mạnh đặc trị dày đây này. Nói chung là cơ chế của nó là đây này, giúp khiến côn trùng ăn và chết đây này. Tất cả bọn dẹp này mà khi mà mình phun nhá, khi mà mình phun ngày hôm sau cái là mình nó vẫn màu xanh, nó vẫn màu bình thường nhưng mà mình cảm thấy là nó bắt đầu là bong ra khỏi cái lá. Mình thấy là bong ra khỏi cái lá và nó không đụng đậy nữa. Thì sau đấy 2-3 hôm thì bắt đầu nó đen dần. Đây như cái này.
đen, nó thành chấm đen nó ấy luôn. Thì mình trước đây mình đã thử nước rửa bát nha mọi người, mình đã thử nước rửa bát pha loãng thì hiệu quả của nó cũng gần giống cái này. Hiệu quả của nước rửa bát pha loãng thì nó cũng khiến cho cái tất cả nó khi mình phun vào cái lá thì nước rửa bát nó khô lại, thì nó sẽ khiến cho bọn dẹp này nó không không di chuyển được, không di chuyển được và nó sẽ không ăn được đó, nó không sẽ không ăn được thức ăn. Thì nó sẽ chết và loại đen y hệt như thế luôn. Nhưng mà hệ quả của cái việc phun nước rửa bát thì là cháy lá non nha mọi người, lá non gần như là cháy cháy sun hết vào luôn. Dù mình đã pha rất loãng mà mình có rửa lại với nước, cái cây những cái cây mà mình pha nước pha loãng pha nước rửa bát pha loãng để xịt ý, thì nó nước pha, nước rửa bát nó ngấm vào đất. Mà nước rửa bát thì mọi người cũng biết nó vẫn là thành phần hóa học. Nó ngấm vào đất thì cây nó hấp thụ vào thì là kiểu như là nó sẽ kém phát triển ấy. Đấy, thế nên năm ba từ đấy mình không xịt nước rửa bát nữa mà mình chọn cách bắt tay, bắt bằng tay thì số lượng ít thì mình bắt bằng tay thì bình thường, bởi vì có quả mình chấp nhận cái việc là mình không phun cái gì cả, mình bắt bằng tay thôi. Nhưng mà đợt này là hết một quả rồi thì mình chọn cách là mình thử nghiệm phun thuốc cho mọi người xem, thì mình đã thu được kết quả như thế. Thì nói chung là xịt dẹp này thì cũng dễ, nhưng mỗi tội nó sẽ tái đi tái lại, bởi vì kiến tha dẹp mà mọi người. Thế nên là mọi người phải trị kiến, mọi người vừa trị dẹp và cũng phải vừa trị kiến nữa nha mọi người. Mình nhà mình còn chẳng thấy con kiến nào, mọi người thấy không, chẳng có con kiến nào luôn, không thấy một con kiến nào bò ở quanh đây luôn, không hiểu sao vẫn có dẹp. Thế nên là mình đã hướng dẫn mọi người về cái loại thuốc mình sử dụng và mình đã thử nghiệm cho mọi người xem. Hiệu quả khá là, nói chung là hiệu quả cũng được. Phun vào là chắc chắn là nó sẽ chết. Đấy, thế nên là mọi người cân nhắc làm thế nào thì làm. Trồng nhiều thì phun, mà trồng ít thì thôi. Thế đây, cái đám nhà mình đây. Nói chung là dạo này xấu quá, không chấp nhận nổi được luôn mọi người ạ. À, mình nhớ mùa mùa dâu tây quá. Cây cây mấy cây, nói chung là tùy cây, cây thì đẹp, cây thì xấu. Đây này, cây thì đây nhá, cây này thì, hai cây này thì rất là xanh mướt này. Cây này cũng tạm tạm này. Nhưng sang đến cái cây này thì thôi rồi. Là nó cháy từ lư luôn. Nói chung là mùa hè ở miền Bắc trồng dâu rất là khó. Thế nên là mọi người lên, nói chung thời điểm này thì không thích hợp để trồng dâu tây. Nó là trái mùa mà. Thế nên năm ra là mọi người cân nhắc mà ấy nhá, chứ đừng nói chung là mùa này mà các bạn mới trồng mà mua giống ấy thì sẽ khó trồng đấy. Mình nói nhẹ nhàng khó trồng thôi, chứ còn thực ra hàng là nếu mà ấy thì nguy cơ chết là khá là cao. Chắc là mình sẽ kết thúc video ở đây thôi, bởi vì sắp tới đợt này mình đang có rất nhiều việc lớn để mình lo liệu, thì đâm ra là mình rất là bận. Cái video này mình quay á, tổng hợp tất cả vào chắc phải mất hơn tuần, bởi vì mình rất là bận. Mình vừa lo chuyện chuẩn bị vật liệu, nguyên vật liệu làm nhà màng này, xong bắt đầu đi xem ngày, rồi nói chung là đủ các thể loại. Mấy hôm nữa là mình bắt tay vào làm rồi, thì chắc là thời gian này mình sẽ rất là bận. Thế nên là mọi người nhớ đăng ký ủng hộ này, chia sẻ và like giúp mình nha. Bye bye.